Ôi một buổi sáng thật là trong lành mát mẻ. Tiếng chim kêu thánh thót nghe thật vui tai, ấm áp và nhẹ nhàng. Ôi một chú chim mới đẹp làm sao. Gì cơ? Bạn đòi làm bạn với tôi à? Hi hi hi, tôi đồng ý. Ôi Tiểu Cường, sao mày dám biến Tiểu Cường của tao thành thần điêu xào xả ớt thế này? Thế giờ mày có ăn không? Ngon lắm. Công nhận Tiểu Cường ngon thật, không bỏ công trăm cám. Mà nhìn mày đần đần vậy mà có năng khiếu nấu ăn ghê ha Nobita. Chuyện, mày sống với tao lâu rồi nhưng có chuyện này mày không biết. Nhà tao có công thức quay chim gia truyền, ngon nhức nách đã lâu đời rồi. Truyền đến đời tao thì càng ngày càng ngon. Trời, thế mà lâu nay tao không biết. Lần này Tiểu Cường hy sinh không uổng rồi. Ha ha ha. Mày nói thế ý gì hả Mon? Sao mày dốt thế? Có công thức làm chim ngon vậy mà không dùng để kiếm sống, có phải là có lỗi với các cụ không? Phải rồi ha. Nhưng tao phải làm gì? Có cần rồi, giờ chỉ việc câu cá thôi. Tao với mày sẽ liên thủ kinh doanh, anh em mình sẽ thành lập bên tập đoàn buôn bán chim quay xuyên quốc gia. Nhất trí luôn Mon ơi. Mà anh em mình lên đặt tên công ty là gì nhỉ? Để tao nghĩ xem. Chim ngon, mại rô bà con ơi. Chỉ với 500k một em ngon tuyệt cú mèo đây. Chim nô đê bà con ơi. Chim to ngon ngọt hấp dẫn tới miếng cuối cùng. Ăn vào một miếng là phê, ăn thêm hai miếng là mê suốt đời. Mại rô. Cho anh một con em ơi. Kha kha kha. Mon ơi, vừa mở hàng đã có khách rồi. Của anh đây. Anh mua một con heo cơ, không lấy chim đâu. Rõ ràng biển ghi bán chim cơ mà. Ồ thế không mua đâu. Ha ha ha. Nghe cái thằng mất nết, dám lừa tụi ông. Đừng có ma để ông bắt được. Ôi rồi ôi, 500k một con chim, có chó nó cũng không thèm mua. Hàng gì mà free, chắc là đồ ôi thiêu rồi, có chó nó cũng không thèm ăn. Mon ơi, cả ngày không bán được cái gì, ế ẩm thế này, chắc tụi mình ăn chim cả năm thay cơm mất Mon ơi. Ê Nobita. Ủa, Seiko, mày tới đây làm gì vậy? Tất nhiên là tới mua chim rồi, không lẽ tao tới thăm mày, đồ miễn phí tội gì mà không lấy chứ, ha ha ha. Đúng là cái đồ keo kiệt, dầu nứt đố đổ vách rồi mà vẫn còn tham. Thế nó mới giàu. Mình thật là thông minh. Bữa nay sinh nhật thằng cha em, mình mang con chim ôi thiêu của thằng Nobita qua tặng nó, đỡ tốn một mớ tiền, lại còn được nòng nó. Cha em ơi. Sao đó Seiko, qua bao tao đi chơi net hả? Tao mới đặt con chim này bên Dubai về, ngon hết sảy. Nay sinh nhật mày, tao mang quà tặng mày nè. Cảm ơn người anh em. The next day. Mày mua chim ở đâu đó Seiko? Khai ra mau. Ở bên nhà thằng Nobita. Thôi xong, quả này thằng Nobita nhừ xương rồi. Thôi Mon ơi, dẹp tiệm sớm đi cho bớt đau khổ. Nobita. Ấy ấy trai em, tao có làm gì có lỗi với mày đâu, đừng đánh tao. Đánh đấm gì, lấy cho tao hai con. He he. Chim ngon, chim ngon, chim ngon. Chuyện gì vậy hả Mon? Tao cũng không rõ. Mọi người ơi nhìn kìa, thằng mập nó ăn gì mà nhìn ngon thế nhỉ? Hình như là chim, chim của Nobita. Chắc là chim ngon lắm đây. Tôi cũng muốn ăn. Cho tôi một con. Bán cho tôi hai con. Chim ngon quá. Bán cho tôi. Kha kha kha, Mon ơi, tụi mình giàu to rồi, cứ đà này mấy chốc là tụi mình lại thành tỷ phú. Tao đã nói rồi, cấm có sai. Nhưng mà mấy nay bán nhanh quá, hết sạch chim tiêu thụ rồi, không còn hàng lấy gì mà bán đây Mon. Tưởng gì, tao tính cả rồi, giờ tao với mày về quá khứ thời tiền sử, bắt lũ chim ở đó mang về thịt, nó vừa béo tốt, lại là hàng hiếm, bán càng có giá, phải không? He he he, chuẩn ha. We'll be right back.
Kaka, thơm phức, mày có ngửi thấy không Mon? Mùi thơm của tiền đó, tao có cảm giác sắp có một chuyện đại hỉ xảy đến. Chạy, chạy nhanh đi Mon ơi! Alo, 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 yêu cầu hai thanh niên Mon và No giơ tay lên đầu. Hai anh đã bị bắt vì tội săn bắt và làm thịt động vật quý hiếm.